không biết là khi các bạn đọc về cái nội dung này thì điều các bạn mong muốn sau khi kết thúc cái buổi chia sẻ pháp này là như thế nào á, có thể nhắn lên cho mình biết được không? Dạ. Là mình đang muốn cắt cắt cái sự nhây nhươi trì hoãn mà bắt tay vào công việc luôn á hôm nay. Huỳnh An là Lina. Không muốn lười muốn xuyên. Có sự mong muốn như thế. Dạ chào bạn. Bây muốn hết lười biếng trì hoãn. Sao mình nhớ là mình có gửi cái nội dung chia sẻ pháp này nhưng mà thực sự là nó cũng đâu có liên quan tới cái nội dung gì gọi là cứ như như chị hoảng mãi đâu ta. Linh Linh phải nói là đang 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 muốn góp ý cho cái người viết bài, em cũng hay đi ngủ khòn khò. Cho mình hỏi thêm này, giống như là trước giờ khi mà gặp cái sự trì hoãn rồi bị trì kéo mà bị lười biếng của bản thân á, thì các bạn đã từng làm một cái điều gì đó để phục mình dậy chưa, hay là cái thói quen mà muốn trì hoãn với là lười biếng của mình nó vẫn còn là mạnh mẽ hơn cái sự mà mình muốn siêng năng á? Thế thì có không? Ừ, chắc tắt. Cũng lười phải là việc quan trọng. Vậy là từ cái sự quan trọng đó mới tạo cái động lực cho mình ngồi dậy để mình làm, chứ còn nếu mà với cái những cái việc mà mình kiểu như là mình tự đặt ra, mình tự định ra thì khó khó có thể vực mình dậy mình hoàn thành nó, đúng không thì này? Còn còn Tiết Anh, Tiết Anh đã từng từng có khi nào mà kiểu giống như là hay đi ngủ, thì trong cái thời gian mà gần đây học với trung tâm thì nó có cái sự thay đổi cái điều đó chưa, hay là vẫn tiếp tục như vậy là giữa ngủ với giữa cái việc học thì mình chọn ngủ chứ không phải chọn học á? Thiên Sơn nữa muốn hết lười biếng, vì Thiên Sơn trước giờ có cách nào áp dụng cho cái việc này của mình chưa, hay là mình chưa từng thử luôn? Để mình xíu nha, bên mình có điện thoại một chút. Hey everybody, today dạ rồi. Thì thật ra là cái bài chia sẻ pháp của mình á là nó cũng không phải hoàn toàn là nó nghiêng về cái hướng là vực mình dậy trong những cái lúc mà mình đang có sự đấu tranh giữa cái việc làm hay không làm. Đâu để coi,
Tại vì với cái chủ đề hôm nay của mình đó, nó khá liên quan với cái việc mà làm chủ về cảm xúc. Tại vì trước trước cái tuần trước á, mình có lên một cái bài là về làm chủ về cảm xúc. Cái bài nó vẫn có những cái nội dung nó bị dư ra, vẫn chưa hoàn thiện hết, nên kiểu như lấy cái nội dung đó vẫn tiếp tục làm. Nó cũng có liên quan một chút về cái sự lười biếng, nhưng mà cái sự lười biếng ở đây thì nó hơi hơi khác với cái hướng mà nãy giờ mình có hỏi các bạn, là các bạn có gửi cho mình những cái nội dung nhưng mà để mình cũng sẽ chia sẻ với cái nội dung bên đây của mình, và thông qua đó cũng cũng để xem coi giống như là những cái điều mà kinh nghiệm của bản thân mình trải qua nó có phần nào nó có thể cho các bạn một chút gì đó gọi là chất liệu trong cái việc mà trong trong cái việc mà mình chiến thắng kiểu như là chiến thắng giữa cái việc mà chọn lựa của mình để chọn qua cái hướng mà mình cảm thấy là nó mang lại cái lợi ích cho mình nhiều hơn á. Vậy cái đó nếu mà nó thực sự nếu mà nó trở thành một cái sự trăn trở của mình á, thì ít nhiều là mình cũng biết là mình cần nên chọn lựa cái điều nào rồi, nhưng mà do mình chưa có gọi là chưa đủ mạnh để mình chọn theo những cái mà mình cảm thấy là mình cần chọn, thay vào đó mình chọn theo cái hướng bản năng nhiều hơn vậy đó. Thì cái bài hôm nay là tiêu đề gọi là lười vượt lười đúng không? Vượt lười ở đây thì nếu mà nói về vượt lười thì mình sẽ tập trung về cái việc này là vượt lười. Nếu mà gọi là vượt lười thì nó cũng là một phần của làm chủ của cảm xúc. Tại vì lười cũng là một cảm xúc, muốn vượt qua nó thì mình phải làm chủ được nó. Mà làm chủ ở đây không có nghĩa là mình sai khiến cái lười nó không hiện lên. Mình không phải là mình nắm cái lười rồi mình quăng nó bỏ miên mất, rồi nó mất luôn cái lười, rồi nó trở thành một cái xiên cho mình, nó thay thế cho mình. Mà nếu mà hiểu theo cái kiểu mà hiểu đúng mình làm chủ về nó là mình đoạn, kiểu như mình cắt giảm nó từ 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 từ. Trước á thì mình lười nhiều, và bây giờ thì khi mà mình học, mình bồi bổ thêm nhiều cái gọi là chất liệu cho bản thân mình, nhiều cái vốn liếng cho mình rồi á, thì mình cắt đoạn nó, giảm từ 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 cho đến khi nào mà cái sự siêng nó nhiều hơn cái sự lười, rồi cái sự mạnh mẽ trong mình á nó vượt trội hơn, là mai mốt mình cần làm cái gì là mình làm ngay, chứ không phải là có sự đấu tranh nội tâm rồi trở thành một cái mối băn khoăn cho mình sau này nữa đó. Thì nếu mà gọi là hiểu đúng về cái sự vượt lười ở đây thì có thể hiểu như vậy, là mình cắt đoạn nó dần 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 dần, mình giảm nó dần 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 dần, để một ngày nào đó mình có sự quân bình trong cái sự chọn lựa, và cái hướng chọn lựa của mình là cái hướng mà nó sẽ mang lại cái nhiều nhiều điều lợi ích cho mình nhiều hơn. Về cái tánh biếng nhác của mình á, thì nó hơi ngã theo cái hướng như vậy nè. Thiên Thiên Sơn cứ nhắn lên nha. Bạn Huy bên đó có nghe nghe rõ không ạ? Đây là giờ đây cái việc biến nhát của mình là nó hơi theo ngã theo cái hướng này nè, là ví dụ là mình đang đang làm một cái việc gì đó đúng không, là cái này là mình có bắt tay vào việc làm luôn rồi chứ không phải là có sự chọn lựa bao nhiêu ban đầu nữa. Thì trong cái quá trình mình đang làm việc đó đó thì bất chợt có một cái vấn đề nó phát sinh, giống như là nó có thêm việc nè, nó có thêm việc bởi một cái người nào khác đẩy cho mình, hoặc là nó nói chung là nó sẽ có sự phát sinh việc á trong cái thời gian mà mình đang làm cái việc ban đầu mình làm á. Thì khi mà có phát sinh việc như vậy thì cái tính làm biếng của mình á nó khởi lên, nó làm cho mình cảm thấy khó chịu. Tại vì mình chỉ muốn là cái việc ban đầu của mình là nó gom trong cái phạm vi cái gọi là cái lượng nhỏ như vậy thôi. Mà bây giờ là cái lượng nó tăng lên rồi nên đâm ra mình không có muốn đảm thêm một cái cộng thêm nữa, nó cái bó nợ tới thêm nữa đó đó. Đúng mà, kiểu như là nó nặng hơn, nó nặng hơn so với cái sức của mình đó. Kiểu như là mình nghĩ là cái sức của mình là làm tới đây thôi là thoải mái rồi, mà bây giờ nó lại nhiều hơn cái lượng đó, nó nhiều hơn cái sức đó, nó đòi hỏi mình phải dành nhiều thời gian hơn, nó đòi hỏi mình phải bỏ ra nhiều công sức hơn đó. Nói chung là cái gì cũng phải hơn một chút đó, so với cái phần ban đầu á, thì đâm ra mình trở nên muốn lười,
mình muốn lười, hoặc là cái tính lười nó mình trong trong mình nó có sẵn thì bây giờ nó khởi lên, thì cá nhân mình thì khi mà mình khởi cái lười, khi mà có những cái việc phát sinh như vậy thêm á thì mình cảm thấy rất là khó chịu, à, mình buồn bực, mình khó chịu. Thì với những cái thái độ mà buồn bực khó chịu như vậy á, mình kiểu giống như là mình muốn đùn việc, kiểu như đùn việc cái việc phát sinh thêm này nó cho một ai khác làm đi chứ đừng có phải là mình nữa. Rồi mình kiểu giống như là mình, hoặc là nếu mà ví dụ mà không có thể đùn việc á thì mình cảm thấy rất là khó chịu khi mà tiếp tục làm cái việc phát sinh nó thêm. Thì nó cộng luôn, nó cộng dồn luôn, là cái mớ việc ban đầu của mình nó chưa có hoàn thành xong, mà bây giờ cái mớ việc thứ hai nó ấp vô, thành thử ra là cái thái độ khó chịu của mình khi đối đãi với cả hai cái việc này á là nó trải dài luôn, chứ không phải là cái việc mới ban đầu của mình là mình thoải mái rồi bắt đầu với việc thứ hai mình mới cảm thấy khó chịu, không có. Còn bây giờ là cái sự khó chịu mình là có đều trong cả hai việc luôn. Thì tự tự mình à, đúng rồi, bị áp lực á, bị áp lực, bị khó chịu bởi bởi cái tánh làm biếng á, làm bởi cái tánh làm biếng nó làm cho mình khó chịu như vậy á. Chứ nếu mà mình siêng, nếu nếu mà mình siêng, nếu mà mình cố gắng, nếu mà mình biết nỗ lực á, kiểu như mình cái đó thì kiểu như cái kia, những cái kia cho mình nó mạnh mẽ, như là cái giả dụ có ai đó đưa cho mình thêm việc mình cảm thấy là ồ hoa hồ hởi hoan hỷ quá, nghĩa là họ đem thêm thêm cho mình trong công việc đúng không, là mình có thể có thêm trách nhiệm nè, tăng thêm sự giúp đỡ nè, rồi mình tăng thêm cái cơ hội học hỏi nè, nói chung là cái gì mình cũng sẽ tăng. Tức là bên cạnh cái việc mà mình thêm việc thì tất nhiên nó sẽ có hai mặt, thứ nhất là nó sẽ tốn cho mình thời gian, nó tốn cho mình thêm công sức, nhưng mà mặt còn lại là gì, là mình sẽ có những cái lợi ích từ nó chứ, đâu phải công việc nào nó cũng sẽ có cho mình, nếu mà gọi là công việc đúng tốt thì nó lúc nào cũng sẽ mang cho mình cái lợi ích mà đó, mà mình có thấy được cái lợi ích đó hay không á thì đó là tùy mình, hoặc là hay là mình không cần thấy cái lợi ích đó luôn, mà mình chỉ cần cảm thấy là cái thái độ của mình lúc đó là rất là bực dọc, còn mình cảm thấy là mình không muốn hoàn thành nó nữa thì đó là cách chọn lựa của mình, cái ngã rẽ của mình đó là mình chọn đó. Thì đối 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 với mình á thì trước là mình hay cái xuôi theo cái hướng đi giống vậy nè, là rất là bức xúc khó chịu. Nhưng mà sau này học học được một cái bài bài gọi là bài pháp, thì ở trong trong bộ môn Phật học á thì mình có học tới một điều, này là đấy, tuy là gọi là bài học nhưng mà đối với mình xem giống như là một cái lời khuyên vậy đó. Đó là cái bài học này nè, làm thiện là phải làm cho tới cùng đó, tại vì ở đây là làm cái quả thiện, nếu mà gọi là, cái bài học này là bài học trong Phật học mà, thì liên quan tới nhà Phật thì nó có nhân và có quả đó, thì khi mà bạn gieo một cái nhân á, mà bạn trù bị cho nó một cái sự hoàn thiện hoàn mãn như chu toàn á, thì nó sẽ đưa cho bạn cái quả cũng hoàn thiện hoàn mỹ và chu toàn luôn. Sơn bên bển cứ nhắn nha Sơn đó. Thì khi mà làm việc thiện cái gì đó mình làm cho tới cùng thì cái sự hoàn mãn của nó, viên mãn của nó thì nó sẽ tới cùng đó. Khi mà học được cái điều này rồi thì mình mới phát hiện ra là à, trước giờ cũng là tuy là bắt đầu những cái công việc của chính bản thân mình á, là nó có những có thực sự là nó cũng có sự khởi lên từ những cái ý tốt ban đầu, mà giống như là mình muốn làm vì mình muốn giúp đỡ, hay là mình làm vì trách nhiệm vì công việc đó, hay là mình làm vì cái sự học hỏi, hay là mình làm bởi vì những cái yếu tố khác, nói chung là nó cũng có sự tích cực ở trong đó mà nó gần như là nhiều luôn á, tại những cái sự bắt đầu của mình lúc nào nó cũng có khởi lên một cái ý gì đó làm cho mình cảm thấy là mình cần làm mà đó. Nhưng mà trong quá trình làm thì mình lại không duy trì được điều đó, giống như là mình ví dụ ban đầu mình muốn giúp đỡ đi, nhưng mà đùng một cái là công việc nó khó quá, đùng một cái là áp lực quá, đùng một cái là có thêm việc nữa nè đó, rồi mình mất đi cái ý nghĩa ban đầu của mình là muốn giúp đỡ luôn, thay vào đó là mình thay thế một cái tâm trạng mới, một cảm xúc mới, đó là khó chịu và bực dọc, rồi mình ôm nó miết cho đến khi hết cái công việc của mình đó. Thì thành thử ra là cái gì, là mình đánh mất đi, cái việc mà khởi ý thiện lành ban đầu của mình, thay vào đó là mình tuy mình vẫn có làm việc, có hình thức mình cũng đang làm việc gọi là giúp đỡ, nhưng mà cái nội chất ở bên trong của mình đó, gọi là cái bản chất ở bên trong của mình đó, thì nó đã bị lệ thứ mất tiêu rồi, là mình đang nuôi dưỡng một cái điều gì khác rồi, chứ không phải là một cái việc làm giúp đỡ ban đầu của mình nữa. Thành thử ra cái quả mình lãnh là cái gì, nếu mà ngẫm nghĩ ra thì chắc là nó cũng không có phải là quả tốt đẹp cho mấy đó. Hoặc là nếu mà không phải là vì một cái ý thiện giúp đỡ ban đầu mà mình chuyển sang là một công việc trách nhiệm
từ những cái trách nhiệm ban đầu là gì, là à, mình cần phải làm cái điều đó, tại đó ví dụ nó là một cái công việc trong tổ chức, một cái công việc trong môi trường học tập, hay là một việc gì đó mà đòi hỏi là mình phải có trách nhiệm để hoàn thành nó, tại vì mình đã nhận nó và vai trò của mình là đảm trách nó đó. Đó thì mình làm với nó với trách nhiệm, mà trách nhiệm nó cũng phải có sự hoàn hoàn bị, nó mà phải có sự hoàn thiện, làm phải làm đã nhận là phải làm tới đâu, tới kiểu như là làm từ đầu đến rốt ráo đó. Đó. Nhưng mà khi mình bắt tay vào rồi thì lại tiếp tục phát sinh những cái vật việc khác, đâu phải lúc nào mọi thứ nó cũng trải hoa hồng cho mình bước đi đâu. Đó, thì nó sẽ làm sao biết sức mình thiệt tới đâu hả? Cái này là chắc cũng có, tại vì lượng sức mình, nghe các thầy các cô cũng hay nói là phải biết lượng sức mình, kiểu giống như là mình cảm thấy cái nào mà mình bị ngợp quá là có nhiều khi là mình mới biết là cái sức của mình cũng chưa tới đó. Cái này là chắc phải quay về tự mình, quay về làm việc với mình, hoặc là phải nhờ những cái người xung quanh nó góp ý cho mình á. Đầu tiên là mình phải quay về mình nhận diện với mình là trước giờ mình đã từng làm những cái việc nào mà nó tương đồng giống như vậy chưa, hoặc là mình đã từng nhận những công việc nào mà nó kiểu giống như là nó nhiều hơn, nó ít hơn, nói chung là mình xem lại trước kia những gì mình làm đó, hoặc là trước khi bắt tay vào một công việc á, mình có sự chuẩn bị cho mình trước bằng cách là mình tìm hiểu mình tìm hiểu á. Cái tánh nết đôi khi là mình biết là mình làm được á, nhưng mà cái nết mình nó kéo mình lại, nó nói mà mình không có làm được đâu, mình không làm nổi đâu, thì đó là cũng có. Hoặc là có nhiều cái là nó quá sức mình á, nhưng mà tánh nết mình cảm thấy là mình làm được nè, kiểu như mình làm được nè, mình nghĩ là mình làm được nè, nhưng mà cuối cùng rớt vô rồi mình mới phát hiện ra là mình bị hớ, mình không có làm được, thì cũng có luôn đó. Nên trước khi làm một cái gì đó mình phải có sự chuẩn bị, chứ đừng có gọi là nhào đầu vô bằng những cái duy cảm, hoặc là những cái duy cảm của mình á, là mình đoán là mình có khả năng làm được hoặc là mình không có khả năng làm được nè. Mình chuẩn bị bằng cách là tìm hiểu. Ví dụ là mình đang làm một cái điều đó đúng không, mình có thể tìm hiểu ở trên mạng, trên các diễn đàn này nọ, là cái công việc đó cần những cái gì, rồi khi mà có những cái gọi là cái tiêu chí, những cái nội dung á cần có trong công việc đó, rồi bắt đầu mình mới quay lại mình nhìn mình coi là mình có thể đáp ứng được những điều đó dựa trên những cái gì mà người ta đã đề cập hay không đó. Hoặc là mình có còn hơn như vậy nữa thì mình chắc chắn là công việc đó mình làm được, còn không thôi là trong lớp thì mình có thể hỏi thầy, hỏi thêm cô. Đó, tại vì họ là những người quan sát mình, đôi khi họ cũng sẽ thấy được cái năng lực của mình là như thế nào, để họ sẽ đưa cho mình những cái đó, mình có thể nhờ thầy nhờ cô. Okay. Mọi người nghe bệnh có ổn không ha? Nhờ thầy nhờ cô góp ý nha, rồi hoặc là nhờ những người xung quanh nữa, những người xung quanh họ cũng tiếp xúc với mình. Có cái gì mà Tuyết Anh cảm thấy cứng thì Tuyết Anh cứ hỏi lên nha. Đó, những người xung quanh họ cũng có tiếp xúc tới mình á, thì họ cũng sẽ có những cái chất liệu gì đó biết về mình. Đó, khi mình hỏi thêm để mình đo lường được là cái công việc đó có phù hợp với mình hay không trước khi mình bắt tay vào làm. Chứ đôi khi mà chọn một cái công việc mà nó nặng với mình quá, nó áp lực với mình quá, thì nó cũng gây khó cho mình. Mình lại cũng không hoàn thành tốt công việc của mình nữa. Kia nè. Nhận diện mình rất là quan trọng. Giống như là gần đây Trang có làm một cái bài báo cáo á. Ban đầu Trang cứ nghĩ là Trang sẽ làm được, tại vì cũng đinh ninh rằng là những cái nội dung đó là ở trên trên các diễn đàn, trên các sách vở á, là nó có đầy đủ hết rồi. Nên ôm cái bài báo cáo đó và nghĩ rằng là mình chỉ làm trong vòng một tháng là ok. Đó. Nhưng mà không ngờ khi mà ôm vô rồi mới phát hiện ra là trời ơi, nó rất là chừng ai. Tại vì nó vượt ngoài cái khả năng của mình. Tại vì không phải là nó vượt ngoài khả năng mà
phải nói đúng ra là một cái nội dung mà tìm ở trong đó là cần phải tìm hiểu nhiều nguồn, nhiều tin, và đôi khi nó đi sâu vào bên trong á, mà cái thời lượng không cho phép, do vậy mà kéo tới 3 tháng mới hoàn thành xong cái bài báo cáo đó. Đó thì không biết có phải là thầy nhắc nhở hay không, nhưng mà trong các buổi học á thì có hay nghe, tại cái thời điểm đó là mình vẫn chưa hoàn thành xong cái bài báo cáo á, nhưng mà vẫn hay nghe thầy nói á, khi mà cái làm cái gì á mà mình cảm thấy là mình không có thể làm nổi á, là mình biết là lúc đó là cái năng lực của mình không có phù hợp với công việc mình đang làm á, là cái việc đó đang nặng hơn, nó đang gọi là nó lớn hơn với khả năng của mình á. Đó. Thì đó là có một cái bài học về cho mình là trước khi làm cái gì á, mình có cái sự chuẩn bị, trước khi nhận cái việc gì á mình cũng có sự suy xét, chứ không phải là nhận rồi ôm đồm rồi cuối cùng phát hiện ra là mình không làm được, rồi dẫn đến cái việc là gì, mình tập hành một cái nếp không có tốt cho mình á, là gặp công việc á, khi mà thấy khó quá mình sẽ bị bỏ, mình bỏ đi là tạo thành một cái nếp là khó là bỏ, thì nó dẫn tới là những cái thói quen nó không hay cho mình á. Nên nếu mà ở đây thì có thể nói là để mình bớt mình lười biếng á, thì có sự chuẩn bị, mà ở trong đây hay gọi là ba tư là tiền tư, hiện tư và hậu tư á. Đó là phải chuẩn bị trước, suy nghĩ trước là mục đích mình làm việc này là gì, rồi mình làm việc này là mục đích là gì, rồi trong quá trình mình làm nó sẽ phát sinh ra những việc gì, đòi hỏi mình cần phải có năng lực gì, giải quyết đó, mình phải gọi là mình phải rốt ráo, cũng khá là rốt ráo về nó, mình phải tìm hiểu nó cho tường tận đó, để mình liệt kê gạch đầu dòng ra, rồi bắt tay vào công việc mình làm. Tâm tư. Ok. Xin phải tiếp nhận diện bản thân ha. Nhận diện bản thân là giống như thầy hay nói á, là kiểu kéo giãn dòng ý niệm ra tiếng Anh. Giống như là khi mà mình làm một cái việc gì rồi á, mà mình thấy nó cứng á, là mình quay về á, mình kéo giãn cái ý niệm cũng kiểu như kéo giãn cái ý niệm của mình ra, để mình soi lại cho nó, mình lấy những cái bài học á, rồi mình suy xét lại là mình bị chỗ nào, mình bị cứng chỗ nào, ra sao, điểm cứng là như thế nào, như vậy đó. Tại vì cái con người mình á, phần lớn là từ cái bản chất mà nó đi ra, nó có cái suy nghĩ, là lúc nào mình cũng đã có sự, mình cũng ít nhiều gì mình cũng có cái sự gọi là biết về mình một chút mà, trước khi mà mình có những cái lời nói hay là có những cái suy nghĩ mà đó. Hoặc là ngay trong cái suy nghĩ của mình là nó cũng có một cái suy nghĩ để xét lại cái suy nghĩ của mình đúng không? Do vậy mà tiếng Anh kiểu giống như là mình cứ quay về mình, rồi mình cứ nhìn lại những cái điều mình làm, rồi mình nhìn lại bên trong nữa, ô tại sao mình lại làm điều này? Chắc đặt ra một câu hỏi là tại sao á tiếng Anh? Tại sao mình làm những điều này? Tại sao mình nghĩ những điều này? Tại sao mình làm những việc này? Đó, tại sao mình nói những điều này? Đó, nó xoay quanh về những gọi là thân khẩu ý á, rồi mình cứ hỏi tại sao riết á, rồi bắt đầu mình mới quay về bản chất, như mình có thể lấy siêu lý, mình có thể lấy duyên mình ráp vào để mình trả lời cho những câu hỏi đó. Dần dần ra mình nhận ra rằng thì ra mình làm vậy là vì cái lý do như vậy nè, hoặc là đôi khi là cái hình thức của mình là như vậy nè, nhưng mà bản chất bên trong của mình nó không phải là như vậy, mà là một cái sự khác nó diễn hoạt cho mình á. Đó. Thì nếu mà như vậy thì từ một ngày nào đó thì Tuyết Anh sẽ kiểu như là sẽ thuần hơn, là cử khởi là một cái là Tuyết Anh cảm thấy là mình bị cứng không, hay là mình không cứng, ở trong bản chất của mình với cái hình thức bên ngoài nó có khớp nhau hay không, hay là không khớp á. Đó, là mình gọi là mình cũng đang nhận diện về mình rồi đó. Lỡ mình suy nghĩ nhiều quá rồi thấy khó quá xong sợ cái này là Huỳnh An đang nói về điều nào á? Ý là nói về công việc của mình hay là nói về cái nói về điều gì á? Suy nghĩ nhiều về điều gì rồi thấy khó quá về điều gì xong rồi sợ bỏ luôn là sao? Có gì Huỳnh An nhắn rõ thêm xíu. Câu hỏi tại sao? Cái đó là sự suy tư. Vậy hả? Suy tư thì câu hỏi tại sao?
Ôi vậy là đúng hả? À, vậy hả? Thì mình à, tâm tư trong công việc chấm lười hả? Rồi, Huy đợi chị, Huy đợi mình xíu nha. Vậy hả? À, thì cái này là mình suy nghĩ nhưng mà mình phải suy nghĩ trên cái nền nào đó chứ không phải là mình ngồi suy nghĩ một cách lan man nha. Phải có cái nền cho mình suy nghĩ, mà nếu mà mình chưa có nền thì mình tìm nền. Giống như hồi nãy là mình có nói rồi đó, mình có thể đối chiếu, đối chứng hoặc là so sánh với những cái gì mà bên ngoài đang có. À, ví dụ mình suy nghĩ đi, mình đặt câu hỏi là tại sao mình cần phải làm công việc này, cái mình ngồi mình ngẫm hoài mình không thấy, không có tìm ra, mình lên mạng mình tìm, mình lên mạng mình ghi ra là mục đích, giống như là mình ghi ra cái chủ đề mà mình đang đang cần á, hoặc là cái chủ đề về cái công việc mình đang cần, cái chủ đề về cái suy nghĩ mình đang nghĩ tới á, mình sẽ tìm thêm những cái thông tin để bồi cho mình. Mình suy nghĩ hoài mà mình thấy nó rối á, là có nghĩa là mình chưa có đủ chất liệu để giải quyết nó. Tại cái vấn mình đang suy nghĩ về một vấn đề đúng không, mà mình chỉ nghĩ chưa thông á, là mình chưa có đủ công cụ để mình giải quyết nó. Do vậy mình bây giờ mình cần phải tìm thêm, giống như thầy nói á, có cái thổ đủ rộng để mình giải quyết vấn đề cho mình và để tránh mình bị lừa nữa đó đó. Do vậy mà mình đừng có kiểu giống như là mình cứ gọi, không phải là mình ngồi mình suy tư giống như là mình chống tay lên càm rồi mình ngồi mình nhìn bầu trời đầy đầy sao hoặc là đầy trăng gì đó rồi mình ngồi mình thấy ôi khó quá rồi mình bỏ đi là không đúng nha. Cái đó là mình đang thổ hả? Cái thổ này là gọi là cái gọi là cái gọi, nếu mà theo theo Trang hiểu á, là cái nền tri thức á, cái nền tri thức này là nó là sự gọi là sự rất rất là nhiều những cái hệ tư tưởng là đông tây kim cổ gì hết á, nó gộp lại với nhau á, tạo thành cái nọ cái thổ gì đó, là có thể nói là như là của bốn chi thăng tiến cũng có nha, là gộp vô là cũng tạo thành cái thổ nha. Ê, nhầm lộn, bốn trụ cột tri thức. Bốn lý một biết, bốn trụ cột tri thức nè cũng gộp vô nè, mình biết nhiều về bốn, càng nhiều về bốn trụ cột tri thức này là cái thổ của mình nó càng rộng đó. Rồi hoặc là tư hệ tư tưởng ở phương Đông ra sao đó, mình biết về nó thì mình cũng rộng ra đó. Rồi hệ minh triết ở phương Tây ra gì, hệ minh triết ở phương Đông rồi hệ tư tưởng ở phương Tây ra sao, mình biết về nó là mình biết nhiều về nó rồi đó, là cái thổ mình đang rộng ra đó, cái thổ mình lắm như mảnh đất đây đó đó. Mình càng học nhiều, mình càng bồi nhiều kiến thức thì cái bắt đầu cái mảnh đất của mình nó càng bự 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 ra. Đó, thì khi mà nó bự như vậy rồi á, thì An cứ hình dung là cái vấn đề của An là giống giống như là cái nhà đi ha. Rồi An đặt cái nhà của An lên một cái mảnh đất rộng thiệt là rộng đi, mà cái nhà của An đặt là cái nhà nhỏ xíu ha, mà nó đặt lên mảnh đất rộng á, thì nó đặt vừa không, đặt vừa giải quyết dễ không, quá dễ. Nhưng mà nếu mà An có cái thổ nhỏ xíu mà trong khi đó cái nhà của An muốn đặt là rất là bự thì sao mà An đặt được đúng không? Mình đặt vậy gọi là bị trái phép rồi, và pháp luật nó đến nó tịch thu nhà mình luôn á, tại mình không có đủ đủ cái vốn liếng mình để giải quyết cái vấn đề đó, nên đâm ra gọi là đúng rồi đó, là mình xây bậy là ha, người ta xét là ha, người ta đập nhà mình luôn á, tại vì mình không có khả năng mà làm được điều đó, nó dựa vào cái gọi là cái khả năng á. Đó, nên nên mình cứ bồi nhiều thiệt là nhiều, mình chưa có thì mình tìm thêm để mình đắp thêm vào đó. Không biết là năm An nắm được cái ý này không ha, có còn bị cứng ở đâu không? Ừ, đúng rồi, sở hữu bất động sản á, thôi kiểu kiểu như ở bên ngoài ngoài đời đúng không, là người ta sở hữu bất động sản đó, mà là người nào có nhiều đất, nhiều nhà, nhiều phố, nhiều phường là họ trở thành đại gia đúng không? Nhưng mà trong trung tâm á, là mình càng có nhiều tri thức á, là mình là đại gia đó. Mà tri thức của mình là phải tri thức phải có sự suy xét nha, có sự chọn lọc và có sự gọi là đối chiếu, rồi có sự phê phán nha, chứ không phải là chỉ đơn giản là gom đất rồi để đất ở đó rồi cho nó một ngày nào đó nó lên lên cỏ, lên hoa dại là không phải nha. Đất ở trong trung tâm nói tới là gọi là đất đất màu mỡ, đất phì nhiêu, đất có thể trồng trồng hoa đẹp và cây cây ra trái nha. Phải có sự phê phán nha mọi người, mình tìm hiểu về một cái thông tin nào đó, mình phải tìm hiểu thêm những cái đầu thông tin khác để mình đối chiếu, để mình đối chứng xem coi cái thông tin đó thực sự nó có giá trị, có chức
gọi là có giá trị rồi, có gọi là ổn để cho mình sử dụng hay không, chứ không phải là mình đang thắc mắc về vấn đề đó rồi mình lấy đúng một cái bài duy nhất có nói về vấn đề đó rồi mình đọc đó rồi mình tâm đắc với nó, trời ơi đó đúng ha, đó đúng ha, đôi khi nó lại không đúng á. Thì hồi nãy mình có nói rồi đó, không phải là giảng tích vốn liếng cho đến khi nào là đủ. Như vậy là cái vấn đề của mình hiện tại là vấn đề A đi đúng không, thì mình lên mạng mình tìm hiểu vấn đề A giải quyết làm sao đó, mình chỉ cần đánh ra là vấn đề A là nó sẽ có ra tìm hiểu về sách, về những cái người mà trong cái lĩnh vực đó đó, nó sẽ ra hàng loạt là khi mà mình đang có mối quan tâm về nó thì mình sẽ đọc nó rất là nhanh, mình sẽ tiếp thu nó rất là nhanh, tại ít nhất gì là nó cũng có sự liên hệ với mình mà mình cũng đã có một chút gì nó gọi là vấn đề của mình, thì tất nhiên là mình sẽ có một chút vốn liếng gì về nó, thì đâm ra nó mới trở thành vấn đề của mình đó. Thì khi mà mình lên mạng mình tìm hiểu những cái điều đó đó thì mình sẽ bò rất là nhanh, mình sẽ liên kết, tại khi mà mình cần á, cái điều mà mình cần nó sẽ thúc đẩy cho mình tìm tìm rất là dữ dội và nạp rất là nhanh luôn đó. Thì mình chỉ cần mình lướt, mình dành thời gian á, mình dành thời gian mình bắt tay mình làm được cái điều đó để mình tạo cái sự chuẩn bị cho mình ban đầu á, rồi khi mà mình làm ổn rồi đó thì mình nhảy vô mình công việc mình làm luôn chứ. Như đó. Bên bên mình em thấy ổn không? Rồi còn về bên về tâm tư. Tâm tư ở đây là nói về tiền tư, hiện tư và hậu tư. Là tiền tư là những cái gì mà mình chuẩn bị trước khi mình bắt tay vào một cái việc làm gì đó gọi là chính thức. Còn hiện tư là những cái việc làm đúng là nghĩa là chính thức luôn rồi, mình đang làm nó rồi. Còn cái hậu tư là những cái kết cuối cùng là sau khi làm cái việc đó thì mình sẽ suy tư làm sao. Nghĩa là tiền tư là gì? Là trước khi làm mình suy tư làm sao. Hiện tư là trong khi làm mình suy tư làm sao. Hậu tư là sau khi làm mình suy tư làm sao. Mà cái suy tư của mình là sẽ dựa trên cái việc gọi là dựa dựa trên cái gọi là cái cột là thiện lành hay không thiện lành. Đó thì cái sự chuẩn bị của mình đó, thì khi mà giả dụ Huy đi ha, ngày mai là Huy có một cái việc hoạt động gì đó đi rồi em bắt tay vô em làm, em thử em tiền tư đi, em thử nghĩ là trong quá trình mình làm cái này nè, mục đích mình làm cái này là cái gì, mình sẽ liệt kê, mình phải vạch ra mục đích mình làm nó là cái gì, nó có ý nghĩa ra sao ra sao ra sao, rồi khi mình làm cái hoạt động này là mình sẽ làm với ai, rồi với cái người đó mình trước giờ mình đã từng làm chưa hay là chưa từng làm, nếu mà từng làm rồi thì người đó có thói quen như thế nào ra sao ra sao ra sao, đôi khi là người đó có từng làm cho mình bực bội hay không, có từng làm cho mình thoải mái hay không đó, mình lại vạch ra rồi rồi tiếp theo là trong cái công việc này nè mình sẽ làm những việc gì, mình vạch ra rồi nó có khả năng có những cái khó khăn gì, có những cái thuận lợi gì cho mình vạch ra đó. Rồi rồi bên cạnh đó là trong cái này là đâu phải là mình vô công việc là mình vô luôn đâu, đôi khi là mình cũng phải là trên cái quá trình là đi cả một đoạn đường mình với đó, là thì mình cũng tiền tư luôn là cái đoạn đường mình đi đến cái chỗ mình làm á là mình sẽ gặp những cái gì ra sao ra sao ra sao, mình phải kiểu như mình phải vạch một cái gọi là một cái lộ đường rõ cho mình á, để chi để mình chuẩn bị cho cái tâm thế của mình á lúc nào nó cũng ở trong cái tâm thế là gì, ok và ổn áp cho mình á. Chứ 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 giống như làm giống như hồi nãy mình có nói là mục đích ban đầu của mình ví dụ là giúp đỡ đi, nhưng mà mình không có tiền tư trước, mình không có biết gì hết á, mình nhảy vô công việc mình làm đại cái lát hồi nữa bao nhiêu cái vấn đề nó phát sinh ra làm cho mình rất là khó chịu, cái mình quên luôn cái tiền tư ban đầu của mình là muốn giúp đỡ, thế là mình kiểu như là mình đi luôn á, là mình làm việc là đúng nghĩa là hình thức, mà hình thức của mình đôi khi nó cũng không có ok á, mà ở bên trong cái bản chất của mình nó cũng không ok luôn, hai cái không ok gặp lại thì đâm ra cái kết quả mình lại không có sự thành tựu. Mà nếu mà mình có sự chuẩn bị một cách rõ rệt như vậy á đó, thì
thì mình vô, bắt đầu mình vô hiện tư thì mọi thứ nó cũng sẽ rõ ràng cho mình hơn, là những cái nào nó phát sinh là nó trong sự lường trước của mình rồi thì mình làm tiếp, làm tiếp kiểu như nó có, kiểu như mình bôi trơn cho nó, bôi trơn cho công việc của mình á, nhờ cái sự tiền tư này nè, mình bôi trơn cho công việc của mình ra sao. Rồi trong quá trình mình làm thì tất nhiên sẽ có những, giống như là do những cái mình bây giờ mình mới bắt tay vào làm thôi, nên nó chưa có sự thuần thục á, thì nó cũng sẽ phát sinh ra những cái việc là nó vượt ra ngoài cái sự tiền tư của mình, nó không nằm trong sự tiền tư của mình, hoặc là nó không có dính dáng gì tới cái sự tiền tư của mình hết á. Thì bắt đầu mình, nhưng mà được con cái là gì, do trước đó mình có tiền tư, mình có sự chuẩn bị rồi, nên có những cái phát sinh thêm á, mình nhận diện ra được nó một cách dễ dàng hơn, chứ không phải là mình bị lúng túng trước nó. Kiểu như mình thấy nó, à cái này nó không, không không trong cái sự chuẩn bị của mình nè, bây giờ tiếp tục mình giải quyết cái vấn đề đó, rồi bắt đầu cái hậu tư là đôi khi mình sẽ lấy cái điều đó ra để làm một cái bài học kinh nghiệm cho chính mình nữa. Cái sự tiền tư của mình càng rõ rệt đến đâu á thì vô công việc của mình thì sẽ đạt sự thành tựu nhiều tới đó, và cái hậu tư của mình á, nó cũng sẽ dẫn tới là cái gì, là mình sẽ đúc kết ra được nhiều điều bài học, nhiều điều kinh nghiệm cho mình hơn, chứ không phải là mình vô mình làm một cái cách mà lơ tơ mơ rồi ai rớt tới một cái là bắt đầu ôi trời em chưa làm, ai rớt tới cái là mình giật mình này nọ, thì nó cũng sẽ hạn chế được cái điều đó. Hoặc là ở trong trong Phật học thì cũng có một gọi là cái tâm, gọi là tâm tâm đại thiện hợp trí á. Mà trong tâm đại thiện hợp trí thì có hai cái là dạng bậc thượng với lại bậc hạ. Bậc thượng với bậc hạ thì trong bậc thượng á, là có cái tam tư này nè, còn bậc hạ thì lại không có cái tam tư á. Đó, thì khi có sự tam tư và chuẩn bị gì đó thì lúc nào mình cũng sẵn sàng trong tư thế là mình làm với sự giúp đỡ, mình làm với sự trách nhiệm, mình làm với nỗ lực là hoàn thành tốt công việc á, thì đó gọi là tâm thiện á. Mà cái hợp với cái sự mà mình có suy tư và cái sự suy xét một cách rõ ràng và thấu đáo á thì là tâm đại thiện hợp trí đó. Mà là bậc thượng nữa thì tất nhiên cái quả nó sẽ ra cho sự tốt đẹp, là công việc mình được viên mãn, những người xung quanh sẽ nhìn nhận mình với một cái ánh mắt tích cực, và công việc mình cũng cũng trôi chảy hơn. Nó toàn là những cái điều tốt sẽ mang lại cho mình nếu mình có sự chuẩn bị một cách rốt ráo. Mình làm tam tư càng kỹ tới đâu á thì cái sự thành tựu của mình càng lớn tới đó. Cái này là cần phải tập từ cái việc nhỏ cho đến việc lớn. Có thể là những cái việc lớn, hoạt động lớn á, nó có nhiều cái nhắc trong trọng quá. Có những như hồi nãy mình có nói á, là nó có biết bao nhiêu công việc khi mà mình ra ngoài, bước ra ngoài làm một công việc, mình có gặp người này, gặp người kia, gặp người nọ, hoặc là công việc nó có nhiều thứ này thế kia thế nọ, thì nó lớn quá, đôi khi cái sự tiền tư ban đầu của mình nó có thể chưa có thể bao quát hết được cái điều đó. Thì mình sẽ làm những cái việc nhỏ, như là cái việc giúp đỡ gia đình trong nhà nè, làm những cái việc nhà ra sao nè, mình tập một chút cho đến khi mà mình làm lớn lên. Thì mình nghĩ rằng nếu mà với cái sự mà tâm tư như vậy đó, mình mà làm một cách thuần thục á, thì sau này mà gặp đụng vào công việc nào á, mình cũng có thể gọi là dễ dàng phạch ra. Và mình càng ngày mình càng tăng giá trị cho chính bản thân mình. Đầu tiên là mình sẽ thấy mình có sự thay đổi, là mình có sự suy xét trong công việc, cái đầu óc của mình sẽ có sự nhanh nhạy hơn với công việc, tại vì ít nhất là mình cũng đã gọi là quán triệt về nó rồi, nên nó có phát sinh cái việc gì thì nó cũng gần như nó nằm trong cái khả năng, trong tầm tay của mình hết rồi. Đó là cái việc thứ nhất, là mình có thể là tự mình thấy mình đã trưởng thành. Cái thứ hai nữa là những cái việc gì tự nhiên người ta nói tới, ta cũng thấy con bé này, hoặc là cái người này nè làm cái gì sao thấy cũng nhanh nhẹn rút ráo quá ha, làm mọi thứ nó ổn quá ha, rồi nó đối đãi với mọi người thấy cũng ok quá ha. Thì tự nhiên cái tầm nhìn của mình, lộn, cái cách họ nhìn mình á, nó cũng sẽ thay đổi, nó không còn như xưa nữa, thì nó cũng nó tăng lên, giống như là mình được tăng hạng vậy đó. Không biết Huy có ổn ở chỗ này không ta, hồi nãy mình ăn tin nhắn gì á, mình nhắn lên. Em thấy có chỗ nào bị cứng không, nếu mà có chỗ nào mà chưa có hiểu hay là muốn hỏi thêm thì em cứ hỏi nha, tại có nhiều khi chị cũng nói dựa trên những cái kinh nghiệm của chị á, những cái kinh nghiệm gần đây của chị với lại cái suy nghĩ của chị thêm về cái vấn đề này á, thì nó có ra được có nhiêu đó à, chứ nó không ra được đa dạng. Rồi còn với cái sự lười biếng như ban đầu mọi người nói á, là ở khi cái sự mà chọn lựa giữa cái này giữa cái kia đúng không, cái đó gọi là những cái bước ngoặt á,
cái chọn lựa đó là những cái bước ngoặt của chính mình á. Khi mà mình lập kế hoạch như vậy thì mình sẽ ít rủi ro nè. Mà kế hoạch của mình là kế hoạch ra sao đấy nha, mình lập nó có phải là cái giống như là mình lập kế hoạch đó mà mình lập xoàng quá thì cũng đâu có được đâu. Mình lập dựa cho những cái cảm nghĩ của mình không thì nó cũng không có ổn. Nên mình cũng phải cẩn thận hơn cái chỗ mà lập kế hoạch này, mình cũng phải suy xét gì nó là nó có ổn hay không, lấy chất liệu từ đâu, lấy chất liệu ra sao, giống như là từ vốn liếng mình học ra sao như thế nào. Hoặc là giống như là mình cứ nghĩ coi là trước giờ mình cũng đã từng lập kế hoạch giống vậy nè, mình cũng tự vạch 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 ra giống vậy nè, nhưng mà mình có bị trục trặc ở đâu hay không, nếu mà có thì lý do tại sao, rồi bắt đầu mình phải chỉnh sửa theo cái gốc đó nữa. Chứ nếu mà mình lập kế hoạch giống như là hôm nay mình lập kế hoạch A nhưng mà mình chỉ làm được một nửa mình bị mất tiêu, một nửa mình không hoàn thiện, rồi qua ngày hôm sau mình lại tiếp tục lập kế hoạch B, rồi mình không có đối chiếu lại với kế hoạch A mà mình làm cái kiểu như cái hình thức nó cũng y khuôn như vậy á, thì lại tiếp tục vẫn 50-50, nó không phải là gọi là sự rút ráo cho lắm. Nên ít nhiều nó cũng phải có sự hậu tư một chút, là rút kết kinh nghiệm cho bản thân mình á, để xem coi cái kế hoạch của mình á, nó lập như vậy đã ổn chưa, có chỗ nào chưa ổn thì mình lại rút tiếp, rút cho đến khi nào mình dừng già, mình trở thành một cái người là gọi là thùy thiện xảo luôn. Nó luôn là một cái bài học cho mình á, chứ mình đừng có kiểu mà làm theo cái khuôn một cái nếp của mình trước giờ. Nếu mà cái nếp của mình nó không có ổn á, cái nếp của mình mà nó tạo ra sự cản trở hoặc là cái sự gọi là hoàn thiện nó vẫn chưa gọi là hoàn thiện á, thì mình nên xét lại và mình nên kiểm tra lại rồi mình chỉnh sửa nó lại, chứ đừng có nên duy trì nó nữa. Còn cái việc nếu mà mình vẫn tiếp tục mà mình duy trì mà theo cái hướng mà lập kế hoạch mà càng ngày mình càng hoàn thiện mình hơn á, tất nhiên là cái sự rủi ro của mình nó sẽ ít hơn, tại nó có sự gọi là phòng trước mà, phòng trước mọi trường hợp mà, thì cái trường hợp nào mình cũng lường trước hết như vậy rồi thì cái rủi ro nó không kiểu như rủi ro chắc cũng có thể là có, nhưng mà nó sẽ không làm cho mình bị choáng, hoặc là ít nhất nó cũng không có làm cho mình bị vùi dập, mà mình phải sẽ có tìm được cái cách hướng giải quyết cho vấn đề đó khi mà nó xảy ra, là mình đã chuẩn bị về nó rồi. Giống như là bao nhiêu con người kinh doanh đó họ cũng đang làm việc rất là ok, nhưng mà đùng một cái dịch bệnh tới đó, những cái đó là những cái đâu có lường trước được đâu. Thì của rủi ro là sao, là họ vẫn bị, tuy là kế hoạch của họ trong năm hoặc là kế hoạch của nhà họ về dân sự rất là ok và ổn áp, họ cũng đang phát triển đều đều, nhưng mà chỉ cần một cơn dịch bệnh cái là họ cũng có thể bị phá sản đó. Bởi đôi khi nó gọi là ít rủi ro hơn thì cũng trong một cái chừng mực nào đó thôi, chứ nó không phải là gọi là hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng mà cũng vì những cái điều này đâm ra khi mà người ta cũng có sẽ một phần nào đó là sẽ có sự cẩn trọng về nó hơn, biết về nó hơn để lường trước nó tiếp, rồi tiếp tục sẽ lập một kế hoạch mới, có những cái sự mà thêm thắt vào nữa. Rủi ro nó nhiều thứ lắm. Nhiều. Mình lường được hết rủi ro thì nó cũng rất là khó, tại vì nó có nhiều sự biến đổi mà. Mình đang sống trong một cái môi trường mà chịu cái sự tác động qua lại nhau rất là lớn. Nhưng mà thôi, mình cứ cố gắng trong từng cái phạm vi nhỏ của mình thôi. Hiện tại bây giờ mình học nhỏ, làm nhỏ thì mình làm trong cái điều nhỏ của mình cho nó trở thành thuần thục, để trở thành cái công cụ mình có thể áp dụng cho những cái điều sau này mình làm tiếp, trở thành cái việc lớn, học lớn. Cứ bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhặt trước, chứ đừng có đợi mình phải lớn, phải là ông này bà nọ rồi bắt đầu mình mới bắt tay vào làm những cái điều này, thì nó lại kiểu như là cái mầm móng của mình chưa có mạnh á, chưa có vững á, mà mình lên lớn mà mình đòi làm lớn mới làm được cái này nọ, thì nó không có đi tới đâu. Còn còn nếu về những cái gọi là cái biến nhát á, cái biến nhát mà cái sự mà gọi là sự vật lộn giữa mình với cái, ví dụ là cơn buồn ngủ hay là cái sự khó khó khăn mình muốn nản bỏ á, thì mình thấy á, là cái đó là một cái bước ngoặt á, là mình cái bước ngoặt là mình cần phải đưa ra một cái sự gọi là rút ráo luôn. Cái đó là chỉ hiện tại là cái thời điểm đó là chỉ có mình đang đấu tranh với chính mình thôi mà, chứ đâu có ai bên cạnh mà cổ động mình, hoặc là giả dụ mà mình đang nản quá mình nhắn tin cho người bạn đó, ta muốn làm việc này mà giờ không có muốn làm nữa giờ làm sao, mà đứa bạn kia nó có học thì nó khuyên khuyên mình một cách, hoặc là nó cho mình, nó khuyên mình hay gì đó, thúc đẩy mình gì đó,
thì cái đó thì ok, cũng không sao. Còn đôi khi có những vấn đề mà phải tự mình giải quyết á, thì mình hãy hãy cho phép mình chọn cái con đường tối ưu mà làm. Thí dụ giữa cái việc mà buồn ngủ với cái việc mà học của tiếng Anh đi, là mình hãy cho phép mình chọn cái việc học một lần, để chi mình tạo một cái điểm, gọi là cái điểm xuất phát đó tiếng Anh. Chứ mình đừng có cái kiểu là tôi phải cần một cái việc, nói chung là mình đừng có cái kiểu mà sao tôi cứ lưỡng lự như vậy hoài rồi chừng nào tôi mới thoát ra được á. Thì bây giờ mình hãy cho mình một cái cơ hội mình thoát ra, là hãy kiểu như hãy chấm cho nó cái chấm, rồi mình bật mình dậy để mình tạo một cái tập hành cho mình á. Một cái tập hành lúc nào cũng có sự khởi điểm mà, làm được một lần thì sẽ có lần hai lần ba. Mà mấy cái kiểu mà một lần mà sẽ có lần hai lần ba thì nó sẽ dễ rơi vào cái việc mà mình làm sai làm xấu nhiều hơn, làm theo cái bản năng, làm theo cái tập nết mà nó xúi mình dễ vui nhiều hơn. Do vậy mà cái việc mà mình tự vực mình dậy để vượt ra những cái đó, nó sẽ đòi hỏi có một cái sự khó hơn, sự khó hơn so với cái khởi điểm ban đầu. Nhưng mà nếu mà mình kéo mình lên được gì đó thì cái nội lực trong mình đó nó sẽ mạnh mẽ. Giống như hồi nãy trong bài học đó, cũng có trong bài học của tên 1 thì cũng có nói tới cái việc mà làm những cái việc lớn lao á, làm cái việc lớn lao là làm cái điều đúng tốt nè, làm cái việc mà vượt khỏi khả năng của mình á, thì mình chỉ có làm từng chút một đi, rồi từ từ mình có cái nội lực lên rồi bắt đầu cái nội lực mình mà nó mạnh rồi đó, là sau này cái việc nào mình cần làm á, mình cũng lao đầu mình vô mình làm á. Giống nếu mà nói một cách ví von là có thể giống như hiện tại là gần đây là mình cũng đang đặt cái báo thức là 4 giờ dậy, 4 giờ sáng dậy, thì cũng có trải qua một thời gian là cứ y như rằng là điện thoại báo thức mà cứ 4 giờ là mình tắt cái báo thức là mình đi ngủ tiếp, là mình không có khả năng thắng được mình á. Okay, rồi xong mình thấy mình mỗi lần mà mình không thức dậy được, mình cảm thấy mình rất là khó chịu với chính bản thân mình, tại vì mình thấy mình bị thua mình á. Đó mình cảm thấy bốn giờ dậy để học liên hệ ứng dụng nè, rồi làm bài cho bên lớp tài năng á. Đó đúng rồi, đó đúng rồi, kiểu giống vậy đó, là mình bị dễ vui với chính bản thân mình á. Đó nhưng mà hãy một ngày nào đó cho mình một cái cơ hội là cái gì, tại vì hãy cho mình một cái cơ hội là gì, là mình cái điểm này nè hãy xét lại coi, tại vì hiện tại bây giờ tự lực mình đang bị yếu đúng không, tự lực mình đang rất là bị yếu không, hãy dựa vào một người nào đó mà có khả năng trở thành tha lực cho mình. Kiểu như mình hãy nói một cái lời cam kết với một người nào đó mà mình cảm thấy là nếu mà mình không thực hiện cái lời nói này á, mình sẽ cảm thấy rất là quê, mình sẽ cảm thấy rất là ê chề, mình cảm thấy là mình không thể nào chấp nhận được khi mà mình không có thể thực hiện cái lời nói đó trước mặt người đó được á. Cái miệng là người đó tạo cho mình một cái động lực mà mình cảm thấy là mình không thể làm khác đi được á. Đó, thử một ngày nào đó thử như vậy coi. Đúng à. Thôi cứ 6 giờ đi. Chứ ông mà 4 giờ có mình ông với tôi học đó tên. Đó. Giống gì đó. Còn không thôi, ví dụ giống như là tiếng Anh nè, giống như là giờ hiện tại chị dậy 4 giờ đúng không? Tiếng Anh muốn dậy 4 giờ rưỡi phải không? Thì tiếng Anh có thể móc câu với chị, kêu là chị Trang gọi em dậy cái tầm giờ đó đi. Đó thì hai người nương vào nhau, giống như là tự lực mình chưa thể thì mình sẽ nương vào một cái tha lực. Không biết nhờ ai luôn hả? Đó, thì giống như là Huỳnh An thì mà hiện tại là có thể biết chị hoặc là biết tiếng Anh nè, cũng có thể nhờ chị và nhờ tiếng Anh tạo, nhờ một người đó tạo động lực cho mình, nếu mà giả dụ mình không có một cái động lực thực sự á. Giống như là nãy Hình An có nói á, là mình chỉ có thể làm được những cái việc mà mình cảm thấy nó quan trọng đúng không? Đúng rồi, những cái việc mình cảm thấy nó quan trọng là gì, là có một người nào đó đứng ở đằng sau đang dòm ngó những cái việc mình đang làm đúng không ta? Chị nghĩ như vậy đúng không Hình An? Giống như là sẽ có một người đằng sau dòm ngó cái việc làm như là deadline đi, thì sẽ có sao, có thầy cô dòm mình, sẽ có ông chủ bà chủ dòm mình, nên nếu mà mình không có hoàn thành thốn an thiền nữa đó thì mình te tua, mình sẽ bị la, mình sẽ bị trách, rồi mình sẽ bị mắng, hoặc là nói như khi mình sẽ bị thôi việc đó. Tại sao? Là mình cũng đang nhờ tha lực đó Quỳnh An, là những cái đó là hiện tại là mình cứ nghĩ ra đó là việc quan trọng nên mình làm, mình có thể làm được, thực ra nhưng không phải, đó là tha lực đó, là do bị họ nhòm á, do bị họ dòm ngó mình á, nên năm nay mình làm liền á. Chứ còn nếu mà gọi là tự lực, mà gọi là mình tự phát giác, mình thấy là
tôi phải làm cái này nè, đó đó mới gọi là tự lực của chính bản thân mình, mà không cần ai giờ, mà không cần ai nhắc nhớ gì hết á, không cần ai gì hết á, mà mình có thể tự làm được á. Đó thì đúng là sợ sợ hậu quả. Thì bây giờ nếu mà gọi là Quỳnh An đang cái hướng là sợ hậu quả, thì Quỳnh An ráp cho cái hậu quả cho những cái việc mà Quỳnh An lên kế hoạch làm á, cái hậu quả vạch ra cái hậu quả càng chi tiết càng, nếu mà gọi là mình đang có một cái động lực là mình sợ cái hậu quả đúng không, thì bây giờ mình gieo cái nhân là gì, mình không làm những cái gì mà để không có bị cái hậu quả đó, hoặc là nếu mà vậy mình đâm thẳng vô luôn, nếu mà mình không làm cái này thì hậu quả ra sao, vạch càng nhiều càng nhiều càng nhiều càng nhiều càng nhiều càng nhiều càng tốt, để chi, để cho mình tự thuyết phục mình rằng là gì đó là một cái việc vô cùng quan trọng và cái hậu quả của nó rất là ghê gớm mà mình không thể chấp nhận được, do vậy lại sao nó tạo cho mình cái động lực ở bên trong để chi nó thúc mình lên vậy đó. Nếu mà mình ăn theo cái hướng đó, còn không biết là Huy theo cái hướng nào ha, còn Thiên Sơn á, nào đi coi. Rồi vậy Thiết Anh để ngày mai chị dạy, nhưng mà đừng có gọi là để chế độ rung nha. Video con. Ráng cân bằng, nhìn cái lợi ngoài bất lợi. Thì cái giống như là cái bước đệm đầu tiên á, là khi mà mình làm được á, là tự nhiên khi mà mình làm được á, là trong người mình nó sẽ có trào lên một cái niềm vui là mình đã thắng được mình á, là nó có một cái niềm vui thật sự chứ không phải là không có đâu, nó có một niềm vui bên cạnh khi mà mình hoàn thành công việc của mình, nó là thêm niềm vui nữa, là có nhiều niềm vui nữa đó. Rồi đó thì khi cái ngày đầu tiên phải không, mình làm được nó như vậy rồi phải không, qua ngày thứ hai mình vẫn tiếp tục làm được nó như vậy nữa, rồi dần dà là tự nhiên trong người mình nó sẽ mạnh mẽ lên. Đó gọi là những cái việc mà trước giờ vượt ngoài khả năng của mình á, thì khi mà nếu mà mình cứ gọi là hoàn thiện nó, mình tập tành nó riết á, nó sẽ trở thành một cái gọi là cái công năng của chính bản thân mình, để mình thúc mình lên làm sau này mình gặp một cái việc gì mà khó là mình biết là nó cần làm á, là mình dễ dàng làm theo cái việc cần làm nhiều hơn là dễ vui theo cái bản năng của mình. Tại ít nhất trước giờ bây giờ mình điều phục được cái bản năng của mình rồi, nên bây giờ cái bản năng của mình nó muốn nhen nhóm lại thì đôi khi nó cũng sẽ gọi là nhen nhỏ để hỏi thử. Như này trước là nó không cần hỏi ý mình luôn, nó muốn làm gì nó làm, nhưng mà sau khi một thời gian mình tập nó rồi á, giống như mình huấn luyện được cái lòng của mình rồi đó, thì màu hình ăn là tự dậy đúng không. Nó vui đó. Một ngày nào đó khi mà Huỳnh An thuần thục như vậy rồi thì Huỳnh An sẽ cảm thấy là mình mạnh mẽ hơn cô gái hôm nay. Tân có muốn vậy luôn không, chứ tôi thấy ông cũng vậy trẻ quá trời. Vậy làm xíu rồi ngủ lại. Cái chỗ này cũng cẩn thận nha. Cái chỗ mà vậy làm xíu rồi cũng ngủ lại, đôi khi mình ngủ ngon rồi mình ngủ quá trớn đó nha. Nên phải cẩn thận cái chỗ này một xíu. Rồi, Nhật Huy ơi. Ở bên đó em ổn không? Dạ ơi. Bên đó em có câu hỏi gì không? Huỳnh An thấy qua cái bài chia sẻ này, bên em có ổn hơn không? Cho mình xin ý kiến của các bạn nha, tại cũng đến giờ mình kết thúc rồi đó. Thì nếu mà là đúc kết lại thì cái việc này là mình đang giảm nha, giống như là hôm nay mình học về gọi là vượt lùi, thì một là mình vượt luôn, còn hai là mình đoạn giảm từ từ. Ví dụ giống như là mình không thể dậy được 4:30 như Thuyết Anh nói, nhưng mà mình có thể nhắc lên là dậy 5:00 hoặc là dậy 5:30, chứ mình có kiểu như mình chơi một cái liều quá mạnh rồi không đủ sức mình rồi mình lại bị dễ vui đó. Đó là giảm trừ. Còn nếu mà mình muốn vượt luôn thì mình có thể nhờ một cái thai lực nào đó mạnh mẽ để kéo mình lại chung với mình. Rồi còn bên phía của Huỳnh An á, thì là thấy được cái hậu quả, thì Tân có góp ý thêm là thấy luôn cả cái việc làm tốt của mình trong cái công việc đó luôn, để hai cái nó bổ trợ, càng ngày càng thuyết phục cho mình hơn trên cái con đường mà mình làm cái công việc của mình. Còn bên Nhật Huy á, thì là tiền tư và hậu tư. Khi mà Huy hỏi điều đó thì chắc là chị nghĩ em cũng cần. Thì không biết là những cái điều mà hồi nãy trên chị chia sẻ thì nó đã
nó đã là hơi hơi rõ cho em chưa? Em có bị khúc mắc gì không? Có khúc mắc là sau việc em áp dụng thì em hỏi nha. Thì có gì nếu mà được thì kết bạn Facebook. Tại vì kết bạn Facebook. Cảm ơn em. Cảm ơn em Huy. Em thử đi, thật sự là chỉ có lần chị thử rồi, chị mới thử gần đây, chị cảm thấy nó rất là gọi là nó vượt ra cái ngoài mà cái sự hình dung của chị luôn á. Thử rồi em cảm thấy là em sẽ có tự nhiên cái sự mà liên kết của em với cái môi trường em sống nó sẽ rất là gần gũi. Cái nhận là trước mình cảm thấy là mình với nó là hai cái tách biệt á, tại vì mình toàn sống trong cái suy nghĩ của chính mình không á, còn bây giờ mình trù bị á là tự nhiên mình liên kết là à mình đi tới đây là mình sẽ gặp người này nè, mình đi tới kia mình sẽ gặp người kia nè, mình trù bị hết. Giống như thầy cũng nói á, cho một cục kẹo mà mình còn phải suy nghĩ cái sự trù bị chứ không phải là người ta xin là mình cho liền đâu nha. Đó đó là quan trọng cái sự trù bị của mình á. Cảm ơn Tiết Anh nhiều nhiều. Hôm nay Tiết Anh đánh máy nè, mốt là không ai lại luôn. Vậy đó. Rồi còn 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 Sơn cũng vậy nha, Sơn cũng vậy, làm xíu. Dạ rồi, nếu mà không còn thắc mắc gì nữa thì bài chia sẻ của mình kết thúc ở đây nha, để cho cái gì mọi người được đi ngủ sớm luôn. Sao vậy tự nhiên? Cảm ơn ba mình đang nha. Ủa làm tân T2 là làm theo hướng tích cực mà tân. Cảm ơn Huy nha. Chúc em thành tựu. Bye bye Sơn, chúc ngủ ngon. Đúng rồi, ngủ sớm nha. Ngày mai em... là hai. Có ai muốn gọi vậy thì nói nha. Rồi, bye bye mọi người.